Thưa quý vị, việc ứng dụng các nền tảng công nghệ để bán hàng từ trước đến nay vẫn được xem là một lợi thế của rất nhiều doanh nghiệp trẻ. Thế nhưng không dễ dàng để chiếm lĩnh thị trường số khi đưa các sản phẩm nông nghiệp lên các sàn, đặc biệt với những doanh nghiệp sinh sau đẻ muộn muốn gây dựng thương hiệu khi tham gia vào thị trường vốn đã có những làng nghề nổi tiếng, truyền thống trên cả nước, thì doanh nghiệp đó lại đối mặt với nhiều cạnh tranh và thách thức. Cũng một thời gian anh Cường lập kênh bán hàng thịt chua trên các nền tảng nhưng khá chật vật để duy trì, bởi với một doanh nghiệp trẻ mới chập chững bước vào thị trường có quá nhiều thách thức phải đối mặt. Muốn có được khách hàng thì giá sản phẩm phải cạnh tranh, chất lượng phải tốt. Vì vậy doanh nghiệp luôn nghĩ cần phải cắt bỏ các khâu trung gian để tiết giảm chi phí. Đi sau thì cần phải đảm bảo về chất lượng, kiểm soát được cái nguồn chất lượng nó ok từ đầu đến cuối, từ cái khâu nhập vào cho đến khâu sản xuất. Thì để khách hàng trải nghiệm. Với góc độ là một doanh nghiệp, anh Cường cũng đang phải vượt qua rất nhiều thách thức từ khâu đảm bảo chất lượng nguồn sản phẩm, nguyên liệu đầu vào, đảm bảo các quy trình sản xuất, tham gia xúc tiến các thị trường truyền thống. Bên cạnh đó là việc bán hàng trên các nền tảng. Nhưng với nhiều khó khăn khi đưa sản phẩm bán trên các nền tảng, sản phẩm sẽ phải tăng giá bán hoặc doanh nghiệp sẽ phải cắt giảm sâu lợi nhuận để trả chi phí thuế khi sản phẩm được bán trên các nền tảng. Vì thế doanh nghiệp này mới chỉ dừng lại ở việc bán hàng trực tuyến qua các phiên live, còn việc bán hàng qua các kênh TikTok Shop hay Shopee và các kênh thương mại điện tử khác vẫn rất yếu. Bán hàng trên các nền tảng thì nó có hai cái yếu tố khó khăn. Thứ nhất là cái phí sàn của trên nền tảng nó rất là cao, 15-18%. Thứ hai nữa rằng là khi bán hàng trên cái nền tảng còn lại sẽ đâu như sẽ truy thu thuế. Thì là nó rơi vào tầm 10%, thì nó rơi vào tầm 20-mấy% rồi, lại còn đến công cước của nhân viên người bán hàng, cho nên là nó gặp rất là nhiều rủi ro và khó khăn trên các nền tảng. Với một doanh nghiệp nhỏ và trẻ thì muốn có chỗ đứng trên thị trường sẽ phải đối mặt với các vấn đề về đảm bảo chất lượng hàng hóa, các mối xuất hàng nhỏ lẻ, bấp bênh và nhiều khi cũng phải chấp nhận việc bán hàng với giá thấp để có thị trường. Nếu muốn đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để bán mà chi phí lại bị đội lên thì cũng là một điều rất khó để các doanh nghiệp ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng số và mục đích kinh doanh đạt hiệu quả.